Thailand. Chương trình được phát sóng định kỳ mỗi tháng 2 lần trên kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Các bạn thân mến, chúng ta cũng đã đồng hành cùng với nhau qua 6 kỳ thử thách rồi đúng không nào? Chị Hương nghĩ rằng qua mỗi chương trình thì các bạn đã rèn luyện được cho mình sự khéo léo tỉ mỉ hơn qua từng sản phẩm. Không những vậy, từ những sản phẩm vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu đã góp phần tạo nên sự sinh động cho góc phòng bạch cũng như không gian trong nhà của mình rồi. Khi trước thì chúng ta đã được hướng dẫn làm một bộ đồ bàn chứa gà thật là đáng yêu rồi đúng không nào? Đến với chương trình hôm nay, chị Ngân mời các bạn cùng thực hiện thêm một sản phẩm không kém phần thú vị nữa, đó là bức tranh thú nhiều. Và để thực hành được một bức tranh thật đáng yêu như thế này, nguyên vật liệu của chúng ta cần có là giấy màu và giấy trắng A4. Tùy theo sở thích của các bạn thì các bạn có thể sử dụng giấy màu khác nhau nha. Tiếp theo đó là kéo, hồ và cuối cùng là một cây bút lông màu đen. Và bây giờ nguyên liệu đã sẵn sàng, chúng ta cùng thực hiện nhé. Chương trình tiếp theo của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.